Với sự phát triển của Internet và mạng xã hội, những năm trở lại đây, giới trẻ có xu hướng mua đồ online thay vì đến các cửa hàng shop thời trang. Chỉ cần một cú click chuột, bạn đã có thể gom đầy giỏ quần áo, túi sách, mỹ phẩm hay những vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, sữa tắm. Sản phẩm sẽ được chuyển đến tận tay bạn bởi đội ngũ giao hàng. Mua hàng truyền thống ấy thì mình phải đi qua những cái hàng shop. Nếu mà không được hàng ưng ý chẳng hạn thì mình lại phải chuyển sang shop tiếp theo. Thì nó đâm ra là nó rất là rách việc và lằng nhằng. Mình lại không thích cái điều như vậy. Mà một khi đã mua hàng online thì mình có thể xem được tất cả các mặt hàng cần thiết trên chỉ một chiếc cái màn hình thôi. Thì cho nên là mình lựa chọn mua hàng online là phương pháp sắm đồ của mình. Với một chiếc máy tính, laptop hay một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, bạn có thể mua hàng ở bất cứ đâu. Ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất năm Online Friday 2016 đã có hơn 700.000 người tiêu dùng thực hiện trên 18 triệu lượt xem và tương tác. Với doanh thu 644 tỷ đồng, ngày mua sắm trực tuyến 2016 đã đạt doanh thu gấp 3 lần so với năm trước. Chị Đỗ Thu Huyền, giám đốc công ty thời trang Marvelous với hơn 40 đại lý trên toàn quốc, nhận thấy tiềm năng lớn của kinh doanh online. Công ty chị đẩy mạnh bán hàng online thông qua website và fanpage của công ty. Theo thống kê bây giờ thì cái đơn online của bên mình một ngày chiếm 70% doanh số thu vào của công ty. Tùy theo cái kinh phí để mà mình chi trả cho cái việc bán hàng online. Một ngày nếu mà bạn bỏ ra 1 triệu thì bạn sẽ thu được khoảng 50 đến 60 đơn hàng. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường và khảo sát toàn cầu Nielsen, 46% người tiêu dùng Việt Nam mua sản phẩm hoặc dịch vụ bằng thiết bị di động trong năm 2016. Việt Nam hiện có 60% dân số dưới 35 tuổi. Đây là một thị trường tiềm năng đối với các công ty bán hàng online trên thế giới.